Hello, xin chào các bạn. Các bạn hôm nay tiếp tục đi thăm lập ếch nha các bạn. Đi các bạn ơi. Chào. Nhảy đi. Ngon ngon. Có hàng nữa các bạn. Nhảy con ơi. Mình lập ra được cái hàng thôi. Ít nhỏ. Được. Từ trưa nhảy lủng tủng nha các bạn. Hai con. Nhảy con đóng. Đầy cái này nè, bên đây cái lợp nữa nè, có luôn hả? Nó cầm lên chứ, có bự cầm lên nặng thôi. Được.
trồng đàn cái giếm nha các bạn. Thăm trước mấy cái này rồi, thăm trước mấy cái này để kinh sáng đi. Qua tính lửa thế như này, quất cái lọp. Chín cái rô. Ok, đi về. Đuổi rồi ha. Chành cá đó, chành cá đó này ra. À, ngày góc quấn cái lọc cũng được. Đào, góc quấn cái lọc. Về. Rù hả này, rù. Nó mới chắc. Ăn trái nha rồi. Có một cửa đó. Đồ vô nó sao đâu, nó có giãn là cái gì? Cứ hai con dở. Cứ hai con dở. Bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha các bạn, để mình có động lực để ra giống mới nha các bạn ơi. Đây còn ngã đây nữa, nó lõn tỏ anh chị đây cái về. Con gì này? Con tôi đợi. Hai con mà bự nghe nặng quá. Ba con chứ. Ba con các bạn. Hai con. Hai con nghe nặng tay. Mỏi. Trong đây cái tiếp tục nha các bạn. Đây đường Hồ Chí Minh các bạn. Xong. Xong. Lật tặc nha các bạn. Nghi lắm. Mắc cái nha các bạn. Lập tặc rồi, tiêu ơi. Chắc ít nhỏ rồi. Còn không dữ rồi. Nước lên, nước lên. Nước lên. Có cua làm mồi. Nước lên thì có cua. Ồ, quá tạo được cua. 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 Một lát rồi. Hai con. Cua. Anh gặp mặt thì chưa cua chạy ơn. Tiếp tục bên cái này các bạn. Có cục cửa nước. Có cục cửa nước. Con
trong tay mình hai cái các bạn, nghe trùng heo nghe gần nhà ta nghe các bạn, nói chuyện nhỏ. Cái tiền lập mới thì dài 3-4 con, không thì dài 4-5-6 con gì đó, cái u làm luôn luôn, chết thì mấy con chích chích, chích chích không gì ta, thấy không ba con, được ngon này, được, nó nằm tại, cho nó cũng dài.